Ngày chín tháng 11, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Lê tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn với cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Hội nghị được tổ chức tại tiểu khu 1, thị trấn Đồng Lê. Đồng chí Hồ Thị Bích Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đồng Lê và đồng chí Đầu Bá Quý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Lê chủ trì hội nghị. Nội dung đối thoại liên quan đến công tác giáo dục đảng viên công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Tại buổi đối thoại, bà con nhân dân trên địa bàn thị trấn đã đóng góp một số ý kiến liên quan đến bảo vệ môi trường trên địa bàn thị trấn nói chung và tại khu công nghiệp Lưu Thuần nói riêng. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có những vụ việc chưa triệt đề, hoạt động của một số hội, đoàn thể chưa hiệu quả. Một số ý kiến liên quan đến công tác quản lý trật tự đô thị như tình trạng lấn chiếm lề đường, bản hàng tự do ảnh hưởng đến tiểu thương chợ Độc Lê. Đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Lê đã tiếp thu, ghi nhận tất cả những ý kiến của nhân dân. Đồng thời trao đổi, giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền, giao cho các bộ phận chuyên môn tham mưu Ủy ban nhân dân thị trấn giải quyết kịp thời các nội dung còn vướng mắc, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Hội nghị đối thoại là dịp để lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của nhân dân, đảm bảo quyền làm chủ và phát huy vai trò giám sát của nhân dân, phát hiện những vấn đề phát sinh những hạn chế trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ để có sự điều chỉnh xử lý kịp thời tạo sự đồng thuận trong nhân dân